Thưa quý vị, gốm Bát Tràng được biết đến là loại gốm cổ truyền được gìn giữ qua nhiều thế kỷ. Qua 7 thế kỷ làm nghề của làng gốm Bát Tràng đã được gói gọn trong trưng bày chuyên đề Gốm cổ Bát Tràng được tổ chức mới đây tại Hà Nội. Tại đây, công chúng có dịp được thưởng thức bộ sưu tập gốm cổ Bát Tràng vô cùng phong phú, có giá trị mỹ thuật cao, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Trưng bày gốm cổ Bát Tràng giới thiệu tới công chúng bộ sưu tập hiện vật độc đáo từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 20 với những sản phẩm gốm Bát Tràng từ làng xã đến cung đình, từ đồ thờ cúng dân gian đến cống phẩm ngoại giao. Có lịch sử lâu đời, hội tụ những tinh hoa mang đậm những giá trị đặc sắc văn hóa dân tộc. Gốm Bát Tràng trở thành đối tượng được các bảo tàng nghiên cứu sưu tầm qua nhiều thời kỳ và hình thành một bộ sưu tập giá trị. Thông qua trưng bày chuyên đề gốm cổ Bát Tràng, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia mong muốn giới thiệu với công chúng trong và ngoài nước một bộ sưu tập gốm men phong phú, có giá trị lịch sử, văn hóa, mỹ thuật cao, từ đó giúp công chúng hiểu sâu sắc, trân trọng hơn những giá trị văn hóa truyền thống, nhằm nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa lịch sử dân tộc. Trưng bày mở cửa đón khách tham quan từ nay đến hết tháng 9 năm 2023.